Hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok anh em ơi, thì hôm nay sẽ tiếp tục trải nghiệm cái con game bắn cá đổi thưởng anh em nhá. Thì những cái lý do mà anh em nên trải nghiệm con bắn cá đổi thưởng này một lần để biết. Thứ nhất ấy là nó có giao diện rất là đẹp anh em ơi. Giao diện rất là giống với thực thực tế luôn. Nhìn như em ấy ở dưới biển cả luôn, trời nóng nóng thế này mà vào mẹ bắn cá thì cũng khá là ok anh em nhỉ, đúng chưa? Đấy, và cái thứ hai đấy là mình có thể kiếm được một cái nguồn lãi ổn định mỗi ngày. Đấy, nếu như biết cách chơi và có kinh nghiệm chơi. Đấy, thấy chưa? Tôi vừa vào là mấy tay là tôi làm 5 củ rồi anh em, thấy chưa? Rất là ngon. Đấy. Nhiều khi mà nhân phẩm mình mà tốt phát là thôi, vào phát là mẹ mới húc trắng luôn. Nhà cái gọi là ma nhà cái gặp tôi mẹ nhiều khi đúng kiểu đái trong quần luôn anh em ấy, thấy tên tôi là nhiều khi nhà cái này không muốn cho chơi luôn mà đấy, nhưng mà làm gì được anh em, ăn thì cứ ăn thôi chứ sẽ có những người khác thua bù lại cho mình chứ, đúng chưa? Đấy, thì một cái lý do nữa đó là khi mà mình chơi bắn cá ấy, thì kiểu ôi ngon này, mình có thể test được cái nhân phẩm của mình xem thế nào nữa. Ui hai con nổ luôn này. Đấy thì tôi vừa vào làm mấy tay là tôi lãi 9 củ, gần chục củ đấy anh em. Đấy. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chơi bắn cá đổi thưởng như thế nào cho nó hợp lý anh em nhé. Thứ nhất là anh em hạn chế chơi bắn những con cá nhỏ này, hạn chế lại anh em nhé. Và tốt nhất là đừng có bắn luôn. Tôi là mẹ tầm này ngứa tay quá, tôi chọc chọc cho nó vui thôi, thấy chưa? Nãy giờ là lỗ này. Đấy, những con cá nhỏ này thì thường thì nó sẽ nổ nhanh, nhưng mà vẫn có một số con là nó nổ rất là chậm, kiểu rất là ối giời ôi luôn đấy, cho nên là hạn chế lại anh em nhé, hạn chế lại nhé. Thì hôm nay tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm của tôi, cái kinh nghiệm bắn cá khoảng 5 năm của tôi cho anh em, để xem là anh em có học hỏi được cái gì không. Thì nếu mà có gì đó mà sai sót mà không không như anh em nghĩ, không đúng ý của anh em thì anh em có thể bỏ qua, xem như là anh em mình giao lưu giải trí thôi, ok chưa? Đấy, thì tất nhiên là tôi sẽ chỉ nói những cái gì mà tôi biết, những cái gì mà tôi đã trải qua tôi chỉ lại cho anh em, không phải chỉ đâu, tôi chia sẻ lại cho anh em. Thì từ từ những cái kinh nghiệm của tôi thì anh em có thể là rút ra một cái kinh nghiệm riêng cho bản thân mình đấy, kiểu như thế đấy. Đấy, và hy vọng là tất cả chúng ta đều có thể về bờ thành công anh em, như vậy đi. Đấy, nãy giờ thì đáng lẽ ra nãy giờ thì tôi nghỉ đấy, ăn như thế này là tôi nghỉ đấy, lãi 10 củ thì chơi làm gì nữa anh em. Nhưng mà tôi nghĩ là hôm nay là một ngày hên của tôi, cho nên là cứ chơi đi. Đấy, thấy chưa? Cứ chơi đi, biết đâu mẹ kiếm thêm một tí nữa thì sao? Nãy giờ vào 2 phút là làm 11 củ rồi anh em. Vào có 2 phút, nãy giờ đúng 2 phút thôi, chưa đến 2 phút đấy. Chưa đầy 2 phút đấy, đã hút được 10 11 củ rồi. Thì anh em biết rồi, cái nhân phẩm của tôi hôm nay là nó như thế nào rồi đấy. Mẹ cũng có thể là mới đầu thì ăn được nhưng mà sau thua cũng uầy mẹ, thế sao bị cướp nhỉ, vãi chưa, uầy mẹ thề luôn đấy, là kiểu gì sao sao con đấy mỗi mình bắn vẫn bị cướp nhỉ, lag à, đôi đi mẹ mày lại bị cướp này, vãi cả linh hồn. Uầy con lợn này mà cày nhờ mẹ em, nó cướp đúng cướp ngay mặt mình luôn anh em ơi, nó cướp ngay mặt tôi luôn kìa, vãi chưa, mẹ mình cứ tưởng là mình ăn con rồng đấy rồi mà sao lag hay sao nhỉ, vô lý thật sự luôn đấy. Ôi thề luôn, mẹ mày rất là vô lý luôn nhá, cực kỳ vô lý luôn, đéo hiểu kiểu gì luôn, đúng con rồng là con rồng của mình bắn mà mẹ mày đến khi nó cướp, vãi thật sự luôn kìa, đéo hiểu kiểu gì luôn anh em. À, cay nhỉ, đã thế bố mẹ đéo bắn rồng nữa, bố mình đéo bắn rồng nữa, dỗ rồi. Ôi mẹ mày thề luôn, con rồng của mình vãi cái linh hồn 7 8 củ ấy đấy anh em ạ. Con rồng đó là mức đạn này là cũng gần chục củ đấy. Mà con lợn này cay nhờ, mẹ em bắn nửa ngay không, nó vào nó chích phát nổ mà mình cũng không để ý nó chích luôn anh em, mình không để ý nó chích luôn. Thì lúc mà nổ ấy mình cũng nghĩ là của mình rồi, mình có thấy nó dí cái đạn vào đâu nhờ, ảo quá anh em ơi, ảo quá đấy. Mẹ mày nhiều lúc như thế là đúng cay luôn đấy, nhưng mà không sao vẫn ăn mà vẫn lãi mà. Nhưng mà chỉ có cay là mình bắn nửa ngày không không nổ, mẹ nó chích phát nó nổ rồi, mình cay là cay như vậy thôi.
Hiện tại thì tôi vào chơi nãy giờ chưa đến 5 phút đâu. Lãi 15 củ rồi, ngon lành chưa? Gần 15 củ rồi. Anh em thấy chưa? Rất là ngon luôn. Tầm này tôi sẽ điều chỉnh cái mức đặng thấp xuống. Tôi không tham nữa, mẹ mày cho mày bán rồng đi. 70k ở đâu? 4 củ chơi 70k. Bố ông tham vừa thôi ông ơi. Ôi, ông đi rồi đấy. Nhìn là biết ông đi rồi đấy. Ông mà không ăn được con rồng đó là coi như là tiễn ông về nơi chín suối luôn đấy. Mà nó vẫn ăn được kìa, hên nhờ. Thằng này nó hên đấy. Mẹ thằng này nó hên đấy anh em ạ. Nãy giờ thấy vào mẹ mẹ mức mức đạn 70k mà vốn 5 củ mà nãy giờ vẫn tồn tại được lâu đấy. Nói chung là sắp đi rồi, yên tâm đi. Tôi nói không bao giờ sai đâu anh em ơi. Những người thanh niên mà chơi theo kiểu ảo tưởng sức mạnh thế này thì không bền đâu. Rồi sẽ đi thôi. Khoảng tầm 2 phút nữa là thanh niên này sẽ đi này. Tôi sẽ ngồi đây tôi chờ thanh niên này để xem bao giờ nó đi. Tầm này tôi lãi mười mấy củ ngon lành rồi. Tầm này tôi chỉ bắn bắn cho vui thôi em ơi. Đấy, được thêm được đồng nào thì hay đồng đấy, còn không thì thôi. Tầm này không tham gì nữa, tầm này đã đủ rồi. Thanh niên này, rồi xem thanh niên này sẽ ngồi được bao lâu nữa nhá. Để xem anh em nhá. Và một cái mẹo nữa đó là nếu như con cá nào mà nó lâu nổ anh em bỏ luôn đi. Bỏ luôn đi, con nào lâu nổ thì mình bỏ luôn, mình không 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 dí vào nó làm gì nữa. Bố con rồng này. Bố con rồng này. Hay con nào mà mình bắn mà cảm thấy lâu quá nó không nổ ấy là nó mặc áo giáp hay là mẹ nó tiêm doping gì đấy, ấy. Nó khỏe như con voi luôn, bắn mãi không nổ anh em. Thì mình sẽ bỏ nhá. Đấy, mẹ thanh niên này đi này, vừa nói xong dứt lời là đi này. Đi ngay và luôn chứ còn gì nữa mà chần chờ cái gì nữa. Rồng với chả rắn. Thôi, tạm biệt thanh niên. Gắng làm cái gì nữa. Nhìn cách chơi là biết rồi, mẹ mày. Nhìn cách chơi là biết thành phần. Ôi rồi ôi rồi. Đốt tiền qua cửa sổ anh em ạ. Mấy thanh niên này thì thôi xong, đi đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mấy thanh niên này thì đánh đấm cái gì? Chắc là vào thể hiện hay sao ấy chứ. Chắc là nó vào thể hiện đấy anh em ạ. Ok. Rất là ngon luôn, anh em thấy chưa? Những cái lợi ích mà tôi vừa nói ra là những cái mà anh em nên thử với con bắn cá anh em nhé. Nên thử với con bắn cá đổi thưởng qua map rồi. Em không dừng kịp kìa, vẫn mất mấy lít. Đấy là những cái lợi ích mà tôi thấy là anh em nên trải nghiệm một lần để biết được cái con game này nó hay như thế nào. Tôi một thời ấy, nghiền con game bắn cá luôn anh em. Hồi trước là cứ lân lê suốt ngày, cứ lân lê ngoài những cái trung tâm thương mại và những cái cửa hàng nhà máy bắn cá anh em đấy, chơi suốt ngày. Cứ hồi đó thì đang nạp xiềng vào chơi thì mua xiềng nó các thứ vào chơi đấy. Thì thời gian đầu thì cũng mất một khoảng thời gian dài đi xem người ta làm gì có tiền đâu anh em, thời đó làm gì có tiền đâu. Sau này bắt đầu có, thời đó làm gì có tiền, thời đó mà cách đây 7-8 năm mà. Thời đó nói chung cũng có nhưng mà không nhiều anh em ạ. Không nhiều. Đấy, thì cũng đủ chơi thôi chứ để mà bảo nhiều mà để bắn cho sướng thì không có rồi. Đấy, gọi chơi là chơi thỏa mãn đam mê thế thôi. Sau này dần dần bắt đầu sau này mới có mới chơi mạnh chứ trước đây thì chơi anh gọi là giao lưu thôi anh em ơi. Tôi gọi nôm na là giao lưu ấy. Thì cũng có một niềm đam mê rất là lớn với con game bắn cá anh em ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Cứ thấy mẹ ai ở đâu mà chơi bắn cá là kiểu gì cũng phải là xem cho bằng được anh em. Lạ lùng như thế chứ. Đấy, tôi có một đam mê đặc biệt với những loài cá hay sao anh em. Có đặc biệt với những loài cá hay sao ấy. Tôi cứ thấy cá là tôi thích. Ê hiểu kiểu gì luôn. Cứ thấy cá là thích. Đấy, thì nhiều anh em cũng hỏi về cái vấn đề đó là chơi bắn cá như thế nào cho nó hiệu quả. Đấy thì tôi cũng đã hướng dẫn anh em rất nhiều ở những video trước rồi. Anh em tập trung bắt bắt cho tôi những con cá to ấy, đừng có bắt cá nhỏ anh em nhé. Cá nhỏ thì mình bỏ đi, mình đừng có bắt. Lý do tôi cũng đã nói nhiều rồi. Đấy, thì có nghĩa là mình bắt cá nhỏ nhiều khi gặp những con mà lì ấy, những con nó có áo giáp ấy, cá nhỏ nó vẫn có áo giáp ấy, anh em ạ, không phải mỗi cá to đâu. Đấy. Thì khi mà mình gặp những con như thế thì mình sẽ lỗ. Nhiều khi nhá. Nhiều khi thì cá to thì bắn cũng lâu nhưng mà nếu mà nó nổ thì tính ra mình vẫn hòa thôi. Đúng chưa? Nếu nó nổ tính ra mình vẫn hòa thôi. Còn con cá nhỏ thì
nhiều con bắn lâu bỏ xứ mà bắn nửa chừng mà nghỉ thì không được, đúng chưa? Đấy, cho nên là tốt nhất là đừng bắn cá nhỏ nha, cứ bắt những con cá to ấy, cứ thấy cá to là bắt, cá nhỏ mình bỏ đi, mình loại đi nha mọi người. Và con rồng này em lưu ý con rồng này nhá, con rồng này thì nó có hai mặt, nếu mà bắt được thì cũng khá là ngon. Tuy nhiên con rồng là một trong những con xác suất bắt được khó khó hơn cả con cá sấu anh em nhé. Con cá sấu nó còn bắt dễ hơn, nhưng mà tính ra con cá sấu là nó tiền nó nhiều hơn đấy anh em. Đấy anh em hạn chế chơi con rồng lại, đấy, thà anh em bắt con cá sấu nó còn sướng hơn đấy. Tôi thì đặc biệt là cứ cá sấu ra là tôi ôm rồi, cứ thấy cá sấu là tôi ôm anh em, không kể cái gì, tôi cứ thấy cá sấu là tôi ôm. Đó, ok, có lẽ hôm nay tôi sẽ dừng lại tại đây thôi. Tôi nghĩ là tầm này là bắt đầu là nhân phẩm của mình bắt đầu đi xuống rồi. Bắn nãy giờ là không thấy có gì này. Mẹ thấy tôi vừa dừng phát là con rồng nó nổ này, ảo nhỉ. Hãy thì cái đường link của con game này tôi sẽ để ở phần mô tả, anh em nhìn xem rất là giống với thực tế luôn. Thì khi mà anh em vào ấy thì nó sẽ có hướng dẫn cho anh em bách khoa loài cá này. À, à, nó sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em là con cá nào thì nhân bao nhiêu, con cá nào thì nhân bao nhiêu. Đấy, anh em có thể xem qua và tự chơi. Nói chung rất là dễ anh em ạ, rất là dễ. Nhưng mà bắn để mà ăn tiền thì lại là một quá trình đấy anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.